Kính chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ vào thăm một cái vườn hồng tại là thị trấn Đờ Răng thuộc về thành phố Đà Lạt. Cái vườn hồng này là chủ nhân của nó thu nhập mỗi năm như vậy là trên 300 triệu một năm, nhờ là cả vừa làm trái sản phẩm ra bán mà vừa để cho chính hái tại vườn luôn các bạn nha. Cái hồng đó trước khi mình làm là mình phải nhúng nước sôi cái cho nó chín, cái da nó dễ lột đúng không? Chị gọt đó đi, chị uống vậy xong để vậy bọc luôn. Lấy tiền người ta được. Hả? Vậy sao lấy tiền người ta được? À. Để vậy người ta ai mà mua? Rồi, chúng ta sau khi xem ở đây cái khâu mà khâu gọt hồng rồi chúng ta sẽ đi vào trong để tham quan sơ về một cái bên trong cái lò sấy hồng như thế nào các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên trong các bạn nha. Đây là cái lò hồng, thì cô chủ nói chỉ cho mở một cái lò hồng này để ra xem thôi, thì mình cũng theo cái của cô chủ đi. Rồi đóng cửa lại đó các bạn, thấy không, họ sấy hồng là như thế đó. Nào bây giờ chúng ta cùng đi ra xem vườn hồng, tham quan vườn hồng các bạn nha. Trái đặt cây luôn, đã quá nè. Đây là vườn hồng, đây là những cái hồng trái nè. Thấy chưa? Đây nè các bạn. Wow. Trái quá trời. Đây là một cái vườn hồng tại thị trấn Đờ Răng, tỉnh Lâm Đồng. Con trái này chín cho nó đã. Mình sẽ lo. Thank you.
trái là trái. Đã quá.